Năm 2023, kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với những cái rủi ro về suy thoái, khủng hoảng. Việt Nam cũng không nằm trong ngoài cái vòng xoáy đó. Chúng ta cũng là một cái nước có cái tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GDP đến 200%. Thế do đó là cũng bị ảnh hưởng không ít bởi cái sự suy yếu của kinh tế thế giới. Vậy thì cái triển vọng của ngành bán lẻ, hàng tiêu dùng năm 2023 như thế nào? Thì chúng tôi cho rằng trong nguy có cơ. Thì đầu tiên là về cơ hội. Thì thứ nhất, Trung Quốc mở cửa và Việt Nam tích cực thúc đẩy cái lĩnh vực du lịch có thể giúp cái lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng vẫn tăng trưởng trong năm 2023. Thứ hai là giá USD đã giảm mạnh vào cuối quý 4 năm 2022, khiến cho hàng hóa tiêu dùng trở nên hấp dẫn hơn. Đó là đặc biệt đối với những hàng điện tử, hàng nhập khẩu. Từ đó có thể kích thích cái tiêu dùng trong năm 2023 một phần nào đó. Thứ ba là xu hướng mua sắm hiện đại dần thay thế cho cái chợ truyền thống và nó đang chuyển dịch khá mạnh, đặc biệt là trong cái giới trẻ, trong cái tầng lớp mới, cái tầng lớp tiêu dùng chính của xã hội. Thứ tư là định giá các cái cổ phiếu của các doanh nghiệp bán lẻ trở nên hấp dẫn hơn sau một cái giai đoạn vừa rồi, thị trường chứng khoán có sự suy giảm khá mạnh. Còn rủi ro đối với ngành bán lẻ và hàng tiêu dùng trong năm 2023 là gì? Thứ nhất, đó là chi tiêu của người dân đã suy giảm từ giữa quý 3 năm 2022 do họ dự báo kinh tế có ảm đạm, xuất khẩu chậm lại và người dân Việt Nam thì lại có cái tính phòng thủ rất cao. Thế do đó là họ cứ hạn chế chi tiêu đã để có thể giữ tiền, phòng ngừa những cái trường hợp khó khăn xảy ra. Đây cũng là một điều đáng quý đối với người dân Việt Nam và nó sẽ bung trở lại rất là nhanh khi mà kinh tế của chúng ta trở lại. Thứ hai là thị trường bất động sản ảm đạm, lãi suất cao khiến chi phí vay trở nên đắt đỏ. Thế do đó là người dân sẽ hạn chế cái việc mua trả góp hay là vay để tiêu dùng. Và đặc biệt là ở Việt Nam là một nền kinh tế dựa vào bất động sản khá nhiều. Thế cho nên giá bất động sản mà điều chỉnh hay ảm đạm thì người dân cảm giác như họ sẽ nghèo đi và họ sẽ hạn chế cái việc chi tiêu vay mượn. Và thứ ba là cái hàng xa xỉ có thể bị ảnh hưởng ít hơn do tác động của kinh tế khó khăn đến với cái tầng lớp thu nhập thấp mạnh hơn là đối với cái tầng lớp thu nhập cao. Thế do đó chính những cái hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có khi lại bị ảnh hưởng nhiều hơn so với những cái hàng hóa tương đối xa xỉ. Đó, đấy là một cái điều khá là bất ngờ trong những cái năm gần đây khi kinh tế xảy ra khó khăn. Và những cái cổ phiếu cần chú ý là những cổ phiếu nào? Thứ nhất đó là PNG vẫn hứa hẹn là có thể tăng trưởng khoảng độ 10-20% trong năm 2023 do cái vị thế gọi là gần như độc tôn trong cái lĩnh vực bán lẻ trang sức. Thứ hai là Thế Giới Di Động. Thì tuy có sự chậm lại trong năm 2022 nhưng 2023 dự báo có thể trở lại tăng trưởng ở mức trên 20%. Và thứ ba đó là VRE, tức là doanh nghiệp chuyên cho thuê cái mặt bằng bán lẻ, thì nó đã trở lại sau cái dịch Covid với cái việc là gia tăng thêm các cái trung tâm thương mại cũng như các cái diện tích cho thuê. Và cái hiệu quả 2023 được dự báo là sẽ có thể vượt so với cái mức trước dịch. Thì như vậy là cái ngành bán lẻ chúng tôi khẳng định lại một lần nữa là trong nguy có cơ.